Công ty Sơn Nero được thành lập năm 2006 với các sản phẩm chính như sơn nước, sơn dầu, chống thấm, bột chết tường với chất lượng tốt, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho ngôi nhà Việt Nam. Với tiêu chí màu chuẩn như ý, chẳng ngại mưa nắng, chẳng ngại rêu mốc, bền vững thời gian. Trong 10 năm qua, công ty Sơn Nero đã đưa ra thị trường 15 dòng sản phẩm Sơn và 10 nhãn hiệu bột trét tường cao cấp. Đặc biệt, công ty không ngừng đầu tư cải tiến hệ thống máy pha màu tự động tiên tiến, nhập khẩu từ Phần Lan, pha được 101 màu giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn. Sau 2013 thì tôi đã cùng công ty Nero ký hợp đồng và tôi cung cấp sản phẩm Nero đến nay là được 3 năm. Trong quá trình hợp tác thì tôi thấy sản phẩm Nero giá cả cũng như chất lượng và cũng như phong cách phục vụ của công ty rất là phù hợp với công ty tôi cũng giống như xu hướng của thị trường Việt Nam sắp tới sau này tôi có hướng tới là hợp tác công ty Nero dài dài để cùng phát triển thương hiệu hàng Việt cũng như phát triển công ty Nero để cùng nhau đôi bên đều có lợi. Khẳng định vị trí vững chắc của mình trong ngành sơn bằng sự tin yêu của khách hàng, Sơn Nero đã không ngừng đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy rộng 13.000m2 tại Đức Hòa, Long An. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thương hiệu Sơn Nero đã dần trở nên thân thuộc với khách hàng trên khắp các vùng miền đất nước, tìm được cho mình chỗ đứng thực sự trong lĩnh vực hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Việt Nam các sản phẩm của Sơn Nero đã được chứng nhận ISO 9001-2008 và giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn quốc gia do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp năm 2015 à, gắn bó với Sơn Nero 10 năm nay từ à, lúc phát triển tới bây giờ Nero đó là phục vụ rất là tốt ngoài cái chất lượng cũng như là cái phục vụ rất là chu đáo thì à, tôi đến nay là hôm nay là 10 năm thật tôi phải là công nhận là Nero là phát triển rất là ổn định người tiêu dùng là à, nên tính nhiệm sơn Nero Hiện nay, với hệ thống 500 cửa hàng đại lý phân phối trên khắp cả nước, công ty Sơn Nero đang từng bước phát triển mạnh mẽ, phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu sơn trong nước hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường các khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar. Công ty Sonero đã được người tiêu dùng bình chọn thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. Vừa qua, công ty đã được Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trao tặng giấy chứng nhận đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2016.